sáng nay Linh ra vườn á, Linh có bẻ được một ít mớp với đọt nhãn lồng nè cả nhà. Linh bẻ được hai trái mớp với đọt nhãn lồng. Linh sẽ làm buổi cơm trưa. Hai trái mớp này có lẽ là nấu được một nồi canh này đó cả nhà. Rau thì Linh sẽ lặt ra Linh luộc. Ông trời sáng nay ổng lất phất mưa phùn á cả nhà. Nãy giờ ổng cũng mưa lất phất nãy giờ. Cả nhà có thấy mắt Linh à? Mắt Linh bữa nay nó bị sưng một bên đó cả nhà. Bị sưng chứ không phải chồng quánh cả nhà. Mắt của Linh nổi cái hình như nổi ké hay gì á. Cái nó bị sưng lên nó đỏ gì á cả nhà. Lâu lâu là mắt Linh cũng bị nổi gì đó. Mà Linh chưa có đi mổ cái một ké trên mắt. Cái dàn mớp của Linh nè cả nhà. Cái dàn mớp mini nè. Nãy Linh có quay nữa. Quay cái khúc mà đi cắt được hai trái mớp đó cả nhà. Sao mà quay hồi quay lại cái khúc cảnh quay đi cắt mớp đó, nó bị lỗi mất tiêu cả nhà ơi. Linh không có quay cái khúc đó được luôn. Bây giờ Linh sẽ đi vô Linh lặt rau này nè với gọt mớp nấu canh. Sáng Linh mua được cục thịt đó, Linh sẽ chắc Linh sẽ nấu canh mớp với gan mặn ít. Cái trái mớp này Linh thấy nó bự, nó no tròn quá cả nhà. Để Linh cắt cái ở bên trong thì nó có già không, còn nấu canh ăn được cả nhà ơi. Nó không có bị già nè, cũng vừa ăn nè. Em sẽ gọt nó luôn. Em dùng cây bào này Linh bào, bào cho nó dễ. Mưa nãy giờ nó còn nhiễu lên mấy tôn đó cả nhà. Cả nhà nghe không? Linh sẽ rửa mớp với rau này. Mớp nãy giờ Linh cũng gọt xong rồi nè. Rau Linh cũng lặt rồi. Linh sẽ đi rửa. Sáng nay Linh đi chợ, Linh mua được một ít thịt đùi á cả nhà. Thịt đùi Linh mua cái đùi sao nè, chỗ cái phần bánh chè của nó thịt nó mềm. Linh sẽ sắc một ít ra nấu canh, còn một ít Linh sẽ đi gan mặn. Gan mặn Linh sẽ sắc cái cục nó vuông vuông đi. Cái phần thịt này Linh sắc cũng đã xong rồi, Linh sẽ đi nấu canh trước. Linh sẽ đi xào thịt nấu canh. Tỏi vàng này Linh cho thịt vào, Linh sẽ xào cho nó thơm. Linh sẽ cho một miếng nước mắm vào Linh xào. Miếng hạt nêm.
Bây giờ Linh sẽ đổ nước vô, Linh nấu canh. Mớp nấu nó ra nước, Linh đổ ít nước. Cái nồi canh mớp của Linh bây giờ cũng đã chín rồi đó. Có ít bọt, Linh vớt cái bọt này. Linh cũng nêm nếm miếng muối, miếng hạt nêm với miếng đường rồi cả nhà. Bây giờ Linh sẽ gắt lên một miếng hành lá cho nó thơm. Sẽ bỏ thêm một ít tiêu nữa. Thì cái nồi canh mớp của Linh bây giờ cũng đã được rồi đó cả nhà ơi. Quay sang bên đây là cái chảo rau Linh luộc rồi cả nhà. Rau này là rau nhãn lồng đó. Nó đã chín rồi nè. Linh luộc nó còn giữ cái màu xanh. Cái nồi thịt kho của Linh bây giờ nó cũng đã cạn nước rồi cả nhà ơi. Linh sẽ bỏ thêm tí hành cho nó thơm. Linh sẽ gắt thêm miếng tiêu nữa cả nhà. Cả nhà ơi, cái mâm cơm trưa của Linh cũng chuẩn bị xong cả nhà. Giờ Linh mời cả nhà ăn cơm cùng với Linh nha. Cả nhà thấy mắt Linh cả nhà đừng cười nha cả nhà. Nó nổi ké hay gì á, nó bị sưng đây nè. Nó đỏ cái mí ở trên chân cả nhà. Linh tính không quay video mà 2 ngày Linh không có quay đó. Nên hôm nay Linh quay đại cả nhà. Cả nhà xem đừng có cười Linh nha. Bây giờ Linh mời đại gia đình ăn cơm cùng với Linh nha. Tiên Linh sẽ ăn món thịt kho trước. Thịt kho này Linh mua cái đùi sao á, nó mềm cả nhà. Đùi sao kho nó mềm hơn cái đùi trước. Đùi trước nó chắc thịt đó. Kho nó hơi cứng. Cái món này là dưa đu đủ mắm á. Linh mặn mắm gài Linh bỏ tủ lạnh vẫn còn miếng. Lâu lâu lấy ra ăn cơm cũng ngon. Món dưa mắm này, đu đủ mắm này bữa hổm Linh làm ông xã Linh nói chắc ăn không được, ai ngờ ăn cũng được cả nhà, ăn nó cũng giòn ngon lắm. Rau này là cái đợt nhãn lồng Linh hái nè. Linh đi ra sau nhà đó thấy nó non quá Linh hái luôn.
điện thoại của Linh á cả nhà. Cắm cuối quay đã một hồi cái bấm vô nó mất tiêu, không thấy. Nó cảnh báo gì mình mở độ sáng lên nó sáng quá vậy á, cảnh báo cái quay mất tiêu, cắm cuối quay quay đã nãy giờ. Bật lên nó mất tiêu cái khúc đó cả nhà. Linh bị vậy hoài luôn. Quay có khúc sau mà khúc đầu mất tiêu. Hôm qua Linh cũng có quay video nữa. Quay đã được một khúc đầu cái hồi khúc sau bị mất. Bữa nay quay video cái khúc đầu mất, khúc sau còn. Linh mở cái độ sáng của nó sáng quá cả nhà, nó nóng máy nên nó cảnh báo là cái video của nó bị mất rồi. Cái miếng tôn ở trên cái nóc nhà của Linh đó, chắc chưa nắng này lên là nó kêu cả nhà, nó kêu gột 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 vậy đó. Tới qua Linh quay video lần nào nó cũng bị kêu hết chứ. Linh ăn cơm thường có canh, Linh ít chấm nước mắm nên Linh không có gót nước mắm. Của Linh ăn sao tuy nó không nhiều nhưng mà vài ngày là có mớp ăn cả nhà. Vài bữa là có 5-6 trái ăn, 3-4 trái gì đó cũng đủ nấu canh ăn. Video của Linh chia sẻ đến đây cũng xin khép lại nha cả nhà. Cả nhà có yêu mến kênh của Linh á, vào xem ủng hộ cho Linh một like, một chuông và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Và coi xem video của Linh á, thời gian sẽ nhiều hơn để Linh có đủ cái thời gian để
kênh Google AdSense đó cả nhà. Bật kênh cho Linh để Linh có thể kiếm tiền từ video của Linh nha cả nhà. Video của Linh chia sẻ đến đây là hết. Xin chào tạm biệt cả nhà.